Rồi chào mọi người nha. Hôm nay có mấy đứa em ở thành phố nó lâu về chơi. Để mình bắt cá với hái rau rồi cho nó ăn. Mời mọi người cùng xem. Sớm thì không ai chịu đi. Mưa. Chứ đi về tôi quê hối thì cây nhà lá vườn sách đồ ăn về liền. Chỉ có cây nhà lá vườn có gì ăn hết. Ăn chịu vui thôi. Cuộc sống dưới quê mà. Cứ hái rau sau vườn, bắt cá, nuôi sau ao thì mình làm được bữa tiệc rồi nha mọi người. Giá này giá nhiều thiệt. Nè, cái kia nè. Cái kia nè. Non không à. Thấy em với xuồng rồi nãy em cắt rồi đó. Cắt luôn đi. Cái ông muốn chịu xào á. Nấu với ốc. Giờ muốn nấu canh dèo với ốc được á. Thì bỏ muốn là non nghèo luôn đi. Cái món này chị nó chua như vậy và chị phải luộc trước, luộc rồi mới nấu. Ớt bé ớt có ăn thử không sáng? Ăn thử coi. Ê, rau răng kìa, ngày xin về. Ủa mẹ, không hết hả chị vậy? Nhóc luôn hả? Rồi chồng bán đi. Không có ớt ăn, mua bọc ớt mua bọc tủ. Vì nghĩ sao cái ớt này mà không có ớt ăn? Bây giờ chị trồng, chị có chị trồng một cây nữa đi. Cắt rau ngổ xào thịt trâu hay gì? Bắt cá gì cực khổ ghê, nằm xuống chổng khu luôn rồi. Lôi mẹ cái mụn lên bắt luôn cho nó nhanh. Đây là cái hàng gì? Đây là cái hàng.
Duy nó chạy xe dữ lắm đó. Dạ. Chị dám gọi với tôi em chưa cho em hỏi chạy gì dữ lắm đó trời. Qua cầu chạy cho vô rồi. Đường đó bác. Cho hai bạn về đi qua một tí. Cần có bốn nè. Nhà qua đây nè. Sáu cả rồi. Tết mùa của mình về Huế. Để đâu đứa nước nè. Trong đó mấy người nè. Này nè. Nóng gì đâu trời. Để nó phấn khói cùng nhà đi lên anh lên ở bên bên anh mai gì hai đông năm gì không tới năm chưa tới năm không nhôm luôn rồi kìa cay quá chảy nước mắt giảm cân giảm nóng quá thì tan nó dễ nãy là mấy cái kéo là nhấp nó dễ rồi có coi TikTok nữa hả thôi biết mở cái đó thôi TikTok không ngày có coi cái vụ mình trái dừa màu tí không thấy lên TikTok coi á là phải chơi đó phải đăng đây không ngày có đăng trong đó mấy cái đó dễ chứ là dễ cái đó đăng không cần cài đặt mới dễ nè chứ mùng 8 chị hai có mấy năm đánh dỗ có lên không vậy? Trời ơi chị đi không đó. Bữa
Ủa, mẹ mới nói đợt này bán vô được, mày nhớ mày đi lên. Nếu năm nào mà con không đi đâu rồi, có ai mày về đi vậy đó. Em vô xong mày hoành ra trả má đi nè. Đi đâu? Trả má vô. Gì vậy? Đó người ta vô đến chỗ mẹ người ta làm gì vậy? Ta chưa ăn thì chưa được cái.